Hello, xin chào, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với DNL Auto trước mặt quý anh chị. Đây em vừa mới về một cái bộ mâm vỏ Raptor nguyên bản. Xe này là xe Ford Ranger Raptor 2023, bản next gen mọi người nhé. Mâm nguyên bản còn rất là đẹp luôn. Đó, em quay video thật là chi tiết cho quý anh chị em nào đang cân nhắc cái bộ mâm này thì xem thật kỹ video mà ra quyết định mua hàng nha. Cái mâm này thì rất là đẹp, rất là đẹp. Đó. Bộ này thì đi cũng không có nhiều lắm, 23 tới 24 thôi, chưa đi được 1 năm. Đó, cái nước sơn của cái vỏ của cái mâm này còn rất là ok ha. Cái vỏ này cũng là ok luôn nhé. Cái vỏ này thì là date là 0423. Đó, tức là tuần thứ 4 năm 2023. Thì với cái date vỏ này thì còn rất là mới luôn ha. Cái vỏ này thì cũng đi khá nhiều rồi ha. Đi khá nhiều. Mọi người có thể thấy cái gai của nó. Cái gai này mình mua về thì đi gọi là tạm ổn thôi. Đó. Cái gai của cái vỏ gai này thì cũng còn đi được rất là lâu nhé. Chứ không phải là như cái vỏ bình thường ha. Đó. Vỏ gai còn ok. Đó. Tuy nhiên là cái mâm này thì em có lưu ý quý anh chị là em có 3 cái mâm. Đó. Cái 1, cái 2 và cái 3 này rất là ok, không có chảy cái xước gì lớn ha. Tuy nhiên là cái mâm thứ tư này thì nó có cái vết chảy ở đây ha. Đó. Có vết chảy ở đây. Vết chảy này thì em không có sơn lại. Đó. Anh chị em nào mà thích sơn lại thì yêu cầu em sẽ sơn ha. Đó. Chỉ có điều là em muốn bán cái mâm vỏ nó nguyên bản luôn. Đó. Anh chị nào thích sơn thì mình sơn lại. Đó. Còn không thì để đi thì vẫn ok. Nhìn nó không có rõ đâu. Đó. Cái vết ấy thì nó cũng chảy sơn nhưng mà chảy chút xíu. Nhìn không rõ. Đấy. Bộ này em đang có sẵn ở DNA Auto nhé. Quý anh chị nào mà đang thích lên cái mẫu mâm vỏ như thế này với cái giá thật là rẻ thì có thể liên hệ ngay với em Lợi ha. Xin chào và xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video.